Chào mừng bạn trở lại game nhà bè. Hôm nay mình sẽ chơi sinh tồn Free Fire cùng với các bạn nha. Các bạn. Các bạn này. Đó, các bạn kia chứ. Rồi, súng phóng lựu như cứt. Còn nếu có tầm nữa, đàm như cứt. Bắn kể xác bom bom máu. Nhìn thất vọng. Súng phóng lựu thế này. Wow, trên mấy bán hàng còn hình BTS mà. Chị bỏ rồi. Gì vậy? Ơi, nỏ hay bơm keo đây. Nỏ hay bơm keo đây. Cười đứng không à. Ê, nỏ hay bơm keo đây mày. Nỏ. Nỏ đi, lấy nỏ đi. Lấy nỏ đi rồi xuống không được. Trời nhảy mình thiệt hả? Đúng ga ve mà. Ai? Mày. Ta nói ga ve. Tưởng nãy giờ mày ở chung cho ta. Thấy số 4 nó lại gần rồi không? Ủa? Số 4 điều đó. Mày với Optobi cũng đi lẻ. Ta đang đi chung rồi. Ai, tao không biết, tao để cho Optobi quyết định cho số phận tao á. Nghe vậy à? Là sao? Thì có đặt chân đâu ta, ta đứng đó. Thôi chết đi quan. Ủa thằng này số 4 mà. Đuôi rồi. Chết nó rồi, đâu nghe tiếng chân đụng đụng chổng mãi đi vô. Không sao. Thấy chưa, bị bắn rồi. Chết, khu vực này khu vực tử chiến. Để lại chuyện mày. Yeah, nâng cấp phát mát liền. Ôi, lòng kia lấy mất thẻ nâng cấp tao rồi. Thôi bỏ luôn. Cút đi. Đeo con dính liếu nữa nè. Lấy thẻ nâng cấp cho tao rồi. Làm cái bơm kêu. Gì lạ mày. Free Fire có mà. Nó thuốc. Lên đây. Thôi, Free Fire có mà mày không biết không. Lên đi đi, đéo có đường xuống thì lụm luôn. Ủa mày, tao lẫm giáp mày nhiều tin. Tại những người không có giáp ba nhỉ. Chắc là thèm khác lắm. Thôi đi nâng cấp súng của mình mới được. Đi đến cái shop ở khu vui chơi nè. Mình có khóa. Khóa gác. Khóa mình sẽ giúp ớt. Ôi đúng vậy. Ôi người ơi. Chơi nhìn thú đây. Đúng vậy gì hết khác. Rau. Nhưng mà dạy gì? Sao? Dạy gì? Điền trang. Để cho những con người tuyệt vời và không dạy gì. Ôi chị đi. Đi lặng lẽ người kia chết người cứu đó thôi. Dạ lát nữa nhảy chung chỗ cũng tách ra. Đâu làm có đang chung với Quang à. Đâu như mày á, tôi bây giờ á. Sao mà nhảy xuống chút được. Hai thằng có đi chung không? Đó. Đó. Không. Cái chung đột thân nó không hề. Chung rồi. Không hề. Ta chỉ tách ra đi nâng cấp súng thôi. Thì trở về ngay à. Hát cứt gì đâu mày ơi. Thôi mày ơi. Cái việc của những người chiến thành và tuyệt vời mày không hiểu đâu. Kỹ năng đang hồi. Yeah, ba giật rồi. Ba mẹ. Thế rồi, vô đây có một cây bút to rồi chứ. Đồ má, thính nó hả xuống lượt đầy luôn kìa. Ê, kìa, có đứa kìa. Dám đọc con keo chạy liên tục. Ở đây có tài nguyên.
Dạ, yeah, lấy giáp nổ rồi. Bird. Không sao, tao để lại giáp ba á. Ý gì rồi. Đây, đây có con địch. Chưa không có tài nguyên nữa. Hướng đã là mất chị ra. Tao không biết nữa. Ê, trong căn nhà đó có Quang. Biết mà, đang tiếp cận rồi. Chính đó. Rồi, nó chạy đằng sau nhà ơi. Giờ là sao biết chưa? Thì nó mới hoành vô từ đằng sau mà. Giết nó rồi mẹ. Chưa nữa. Chết chưa? Chưa. Tôi đang chữa cho nó thì tôi mới giết nó rồi. Kêu nó gì chắc chưa đó. Đứa nào mới bắn đầu vậy? Mày đúng không? Thấy. Đâu vậy? Hú bốn người thấy ai vậy? Đặt bom keo cứu rồi với Quang. Bật đỏ hấp xong cái nó tắt skin bom keo rồi. Bao hài nhát chết rồi. Cái keo này nổ rồi. Có nguy hiểm nè. Đừng lo. B90 tới đây. Gì đó hả? Khá tốt. Alo. Chỉ nổ dần. Tao không thấy ai vậy? Cái địch đang nhăm nho tao. Cần để với mấy bán hạng dưới hay trên nữa. Trời ơi, tao phải mạo hiểm vậy sao? Nếu mày muốn. Vậy thôi đi đây. Kìa rồi. Đấy giờ chưa là chỗ tài bắn sắp mát nữa. Ôi. Ấn lộn, ấn lộn, nằm đặt bơm keo. Nâng ba tu cơ. Gọt nó bắn tắp mát khó quá. Biết nâng ba tu cơ mà. Cô ơi, mua hồi vé hồi sinh tất cả đi. Kìa có mấy ổng mày bắn đâu. Trời ơi á. Gặp tao ở giết nó nhanh rồi. Bằng phát mát. Bởi vậy. Nó đâu muốn được giết người đó nên nó cho tao chết. Ủa sao mày quay rồi? Tao quay video nãy giờ mà. Mọi người nghe thấy mày gu đe rồi. Người ta nghe thấy mày ăn bao nhiêu cơm rồi. Thôi, tao đang cố gắng tỏ ra hài hước đó biết không? Với nãy căng thẳng quá, hình hãng tao cứ ứng lộn lúc nằm ngoài à. Nằm đất. Rồi, để nút nằm ở đây như tao nè. Thôi không bắt trước mày đâu. Tao để chỗ khác. Để nhỏ nhất có thể. Để qua góc mở đéo bây giờ. Chưa nhà đi Quang. Hoặc là đặt bơm keo che mày lại đi. Để cho chậu có lưu đạn vô. Rồi đó Tàn làm vậy không á. Rồi bây giờ vẫn làm vậy. Mày chết à. Ông già. Tao nghĩ vậy ngầu hả? Kiếm cương 1 liền. Trời là kiếm 4. Điền hả? Sức lên 7 kill luôn đó. Đại em sao? Mày được kích cây. Cắt mới làm được kìa. Giờ làm nữa nè. Cắt đi. No lại mà. Tao chỉ tìm lại em trái tao thôi. Tao chỉ tìm lại đâu. Ôi nói hết rồi. Quay chúng mày kìa. Dẹp tụi mất mày. Tao nói mày xuống. Ổn rồi. Thôi vô sinh tồn thì mình bỏ Capella ra luôn, mình mang kỹ năng của con nhỏ này. Cái gì đó khác là sinh tồn.
còn chúng gì đâu ha. Chơi hay là chơi chơi tại phòng không có keo vô hạn, giờ sau đó đéo cho ta keo vô hạn cái sao để xem mình có đứng đầu không. Em đứng đầu tao mới thấy tao mà sao tao mới thấy tao luôn á. Đứng từng em cũng vậy. Phí vai nói to quá, mười chữ mười chữ mười vậy. 4, 3, 2 đủ hoài đi quay, tao mới đặt xe quay đồ cái gì cái này cứt mà 20 xu ép làm được gì. Hồi trước thứ đó xịn hơn nhiều, nhặt được 1 kim cương, 2 kim cương, 100 kim cương, 99 kim cương. Coi chậm nó sẽ để cậu uống lá má, tôi nhớ rất là nhận được lại kim cương. Chế độ sinh tồn chiến đấu thật phong cách, tôi nhớ nó sự kim cương cao nhất của tao nhặt là như 59 gì trời gà như chậm á gà chứ không chơi nhiều đâu. Gà số 4 nữa vậy, tao quên chủ phòng quên giờ sao tao bị chơi chịu. Ờ cho mày chữ nhớ mà, cho mày chữ nhớ để mày đùn đẩy cho ta. Sao vô thứ 3 rồi? Nhờ mày muốn vậy mà bị mày đùn. Quang hỏi tại sao tao phải phải ý đang nói gì á ta. Rồi chuẩn bị cuốn đồ rồi. À còn nhiều video chưa ra nữa. Như là những... như là video mày khóc á. Video kiểu quay hả? Chứ gì? Video bị bút hình diện luôn. Video chơi đo, video chơi vlog. Dạ. Video vlog đủ bút hình diện. Cùng nổi chiến với xu đời. Tử chiến. Một thằng đang nhảy ở phía kia, tao thấy được. Phía kia, phía nào? Phía mà tao thấy thôi nó vui vậy thấy được. Đúng hướng. Nè. Chuẩn bị chết rồi, mà có chút không? Có, 14 cây đam to. What fuck? Mày bắn là tự bắn chính mình nè. À, tao sử dụng kỹ năng của Leo. Là gì? Sau khi mày tham gia chiến đấu và không làm gì đó, nó sẽ hồi 60 máu trong vòng vài giây. Tự bắn chính mình. Sao rồi lại tự bắn chính mày? Ơi tao có tới 12 viên đạn phóng lựu hả? Cho tao viên. Không. Viên động sinh nữa. Viên cũng có nữa. Nghe để ai cho? Nghèo quá. Nghèo bừng hèn. Sao ở đây có nhiều lựu như? Cho tự sát thôi. Mất. Đây có phi dao nè. Rồi kêu mèo đi, đây có phi dao. Su ơi, tao bắn một phát thôi, mày lôi sự chú ý tới giờ. Đây là trước giờ tưởng cây lụt này bắn nó dớt, ai ngờ cây lụt, cái cây lụt này nó bắn thẳng. Đồ má bắn bay xa vậy. Sai cờ lưu nhanh lên. Ai kìa xuống rồi. Có đứa chém mày rồi xuống. Ê sau lưng kìa. Mày nói nó nghe ra. Biên. Đừng lo biên. Để lại tao có laser hồi máu. Laser. Rồi nhắm tao đi. Xuống đây biên. Chết. Xuống đây đi. Không. Mà hát gì vậy? Một bài mà những con người dưới kỹ thuật sinh tay hát được. Và nghe được. Em chả biết bài hát gì vậy? Vì mày đã biết tiếng English. Hát tiếp qua. Cho mọi người nghe. Cho mọi người nghe hay quá, đừng sao kêu hát được. Huh.
Rồi, ủa, cái này của tao. Cho có rồi, nên cho á. Em lẫm rồi, chó xô cái ghép này. Tiền ép thì xếp được. Ê, thấy hay thấy người. Chứ đâu có đuôi. Đừng lỡ pin tao có lên ra hồi máu. Không thấy pháp, chừng nào không thấy pháp máu thì buồn quá. Ủa nhảy vậy cũng mất 50 máu. Gục. Nó đâu, để đâu. Để đâu lấy kìa, để lấy thất đàn coi. Trước mặt nãy xuống. Có trước mặt tao không? Có luôn. Đâu? Trên hay dưới? Căn nhà dưới, chắc dở đang vô hồi máu rồi. Chưa kịp, ta chưa kịp ra tay nữa, sợ rồi. The fuck? À, thấy rồi. Đừng lo, ta trang bị kỹ năng của Coco rồi. Moco. Nó đâu vậy? Nó chạy bản đồ kìa. Ta còn đúng hai má. Trời nhờ em á. Cứ bắn dưới mấy bà luôn rồi. Mày cứ chẳng thanh rồi. Vậy sắp lên điện thoại của mùa này. Tất cả là nhờ em. Mày chưa là chung cư nữa. Phát mát. Yeah. Có nãy có hai thằng mà sao. Tôi biết rồi. Đây có em hòm sát nữa nè. Thấy được chất ba, cứ dưới nhà kia rồi, em sát tao. Đúng rồi, mang cái năng lượng xu. Cái lũ. Thì xin lão để lấy chất ba nữa không? Mày vô nhà có chất ba. Không sao, có laser hồi máu nè. Cái lý thôi. Đi chậm một bước thì nghỉ. Yên. Yên. Điên nữa, máu đang đầy mà. Đây đúng rồi. Nè, hồi đi. Cái lại nó còn có đầy nữa nè. Phải chỉ hồi. Điện ăn số 4 làm gì đó, đang lúc bò hả, thì khỏi được, chơi số 4. Số sao? Chú từ từ đứng cút xuống. Tại sao? Phải đèn xịn cái. Tôi mất giáp rồi. Không, cái này để ra tự hồi. Đó. Quá đầu cuối rồi. Ê, xài cà lô nữa coi. Bà lô là của tao. Những thứ này của em. Không có gì của mày đâu vậy. Mua lại. Còn hộp hính bên kia sao không ai lấy hả? Ừ, không ai lấy vậy. Sắp rồi. Giờ ke ly. M249 hả? Bị Kelly outlay rồi mày ơi. Tao mày tới một hính vừa cùng nhau rồi. Ôi ơi. Ôi con nàng nhảy xuống kìa. Ai đúng rồi. Nhưng tao không có súng đâu bắn gần hả? Tao súng. Ở hướng hướng của tao hả? Tây Bắc. À, Tây Nam. Trời bị khét rồi. Nàng đéo bắn trúng gì nữa. Bắn trúng mà không có bên mình tao không bắn. Ủa nhưng tao bắn nó nhiều lắm mà. Có một hính bên đây nè. Giờ có hai địch. Thôi có thẳng hành tính luôn. Đứng dân trăm nhiều quá mày. Ghê luôn. Yeah. Ê, có đứa. Tưởng thẳng thôi. Ok. Thấy chưa? Tự nhiên thấy gì? Người vừa tiên cục. Nhưng người đó xài đồ mi chi. Được mẹ K98 hồi gài đạn lâu cứt á. Tao vừa bị két nữa rồi. Tao nên làm gì đây Miên? Cứu tao. Rên. Holy fuck. Kìa. Ngay cổng trường kìa. Đá thù đá. Ngay công trình có cái máy bán kìa. Đá gục chưa? Chưa. Tự đang vô chân. Nghĩ vô. Yếu rồi. Chết nó à. Cái gì đỏ lè vậy?
tới kìa. Mặt cờ lưu lên tự tin. Tự tin hai đứa. Hai đứa. Vậy là tự tin dữ chưa? Cứu tao với thằng Xu coi. Cứu tao đi, cứu tao đi. Hai thằng sau lưng, hai thằng sau lưng hoặc là cứu hai cũng không sao đâu. Thì xin bản thân được cứu hai đi. Cứu người gánh tem nè. Cảm ơn em tiệm này. Trời ơi. Bây giờ em lên ba mới bắn được phát đó. Vậy mày chết rồi hả? Kìa, có đứa kìa. Cầm luôn. Nút miếng đợi. Thấy nó đầu luôn á. Hả? Cái này làm việc gì chứ? Hai chế độ. Thế mày chọn gì? Lựa chọn mày là gì quan? Bắn xa, bắn gần. Chế độ tấn công hay chế độ tầm xa? Thằng kia cũng chết rồi kìa. Giờ hy sinh bản thân đi. Ôi, cái nước rớt kìa. Đúng rồi, chạy hướng này. Giờ biết thứ gì có hết đâu. Kelly. Kỹ năng mới là thứ tốt nhất ở đây. Kỹ năng của Kelly. Kỹ năng của chính mình. Mua cái màu vàng á. Sống biết tiết kiệm. Mua cái màu vàng tiết kiệm hơn hồi sinh ba đứa. What the fuck? The fuck? Ba viên đậu, nhiều viên người ngửi. Thế nào? Làm sao Quang, tao đánh giá cao sẽ giúp đỡ mày. Chết rồi, tao chuẩn bị đắp đất xuống địch rồi. Đắp chỗ khác đi. Không còn căn nhà nữa đó. Đây là cơ hội duy nhất của mình. Mong là mình thay đắp đất an toàn. Rồi nằm xuống đó luôn đi Quyên. Biết chết rồi. Không sao, có cái giọng tao kế bên. À, vậy nữa. Cố lên, cố lên, cố lên. À ha. Nhớ máy của ông Hoàng. Đó có được. Vô nhà, vô nhà, vô nhà, vô nhà, vô nhà. Mình chưa được một cái súng đàng hoàng nữa. Gì đây? Má đẩy súng nhắm. Vô chỗ máy, vô chỗ máy bị chắc nãy chạy hết rồi. Xác tao còn xu. Tự mời. Là cái ly, chị nhanh lên cái ly. Những lúc tao cần thấy cái ly chậm với không? Xu đâu? Có chơi đường gì vậy? Đứng làm gì thế không đi. Không có chơi bông keo luôn hả? Đạp đó. Chỉ nó lộn hết rồi. Xu qua bắt cái này nè Xu. Chị Huỳnh. Lúc đó đi. Lại. Không ngờ mình là người được chọn. Giờ mày trong đây mày phải á. Còn cũng 2 team. Nếu như đủ 4 thằng. Nếu như không thì còn 4 hoặc 5, 6 team. Giờ này chắc cũng đang top 5 hay 4 vậy. À không, mày là top 3. Nít này tới cuối nữa. À, mày là bà đã chết rồi. Hai kia hả bo. Rồi còn mình mày. Chỉ còn mình mày thôi với ba đứa còn lại. Liệu mày có muốn tự tử hoặc là làm gì đó? Không, sao tao không muốn làm gì hết. Tao muốn tụi nó đánh nhau đến khi nào chết. Thì ra còn 3 thằng chung một team và mày lẻ. Hả? Sao biết chắc chứ? Tao biết chắc mà. Ngồi không biết chắc. Tao nghe cái gì đó nó đang chảy. Mày đang ở top 2 á. Vô hội sinh nữa. Mày vô mà hội sinh ai?
Yeah, tụi mình cấp 3. Nó mới được nửa cây rồi. Tại vì ta thấy con số 1 nó quá là gì đó nên ta thấy vậy được rồi. Tại vì con chim cưa rồi. Cửa hàng quy đổi của cậu bé